sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo một chiếc camera IP là như thế nào. Hiện nay trên thị trường sẽ có hai loại camera nha các bạn. Hiện nay camera được sử dụng rất nhiều trong các quán xá, trường học, bệnh viện hay là trong các gia đình nha các bạn. Các gia đình chúng ta cũng thả mua camera và sử dụng. Trên thị trường có hai loại camera quan sát ở ngoài trời và camera sang quan sát trong nhà nha. Đây là một cái camera quan sát ngoài trời. Còn đây là một chiếc camera thường lắp đặt ở trong nhà nha các bạn. Camera IP. Chiếc camera này có thể xoay theo 360 độ nha các bạn. Đây là loại camera hai râu. Quan sát bên ngoài, các bạn nhìn cái cổng phía sau. Đây là có thể đầu cắp mạng nha các bạn. Cắm cáp mạng vô. Hoặc các bạn có thể thu sóng wifi. Đây là hai cái râu, hai anten nha các bạn. Thu sóng wifi. Phía dưới này, các bạn để cho mình là đây là cái khe cắm thẻ nhớ các bạn. Một cái cổng. Đây là cổng ăn cắm adapter. Nguồn của adapter cung cấp cho camera hoạt động. Đó là nguồn 12V 2A nha các bạn. Thường là dòng nguồn 12V dòng 2A. Đây là khe cắm thẻ nhớ. Cái cách cũng dễ nha các bạn. Thôi, như ấn thẻ nhớ, ấn tay vô lấy thẻ nhớ ra. Và các bạn muốn lắp đặt gắn thẻ nhớ vô, các bạn chỉ cần nhét vô vào khe và các bạn ấn xuống. Nó sẽ tự giữ nha các bạn. Đây. Trước khi các bạn muốn tháo, các bạn mới tháo thẻ nhớ ra trước cho mình ha. Các bạn quan sát phía sau. Cái phần lõi chính giữa này có thể là gắn một cái đế nha các bạn. Khi các bạn mua camera và có một cái đế sẽ gắn keo, các bạn có thể treo trên tường, treo trên bất kỳ vị trí nào nha các bạn. Bắt bằng các bạn đóng bằng tích kê nha. Tích kê là có một cái bát để gắn vô đây. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành tháo cái camera, chiếc camera IP này nha các bạn. Camera IP trên thị trường thì có rất nhiều xuất xứ từ Trung Quốc nha các bạn. Rất nhiều hãng mà đa phần xuất xứ từ Trung Quốc, Đài Loan. Ở phía dưới này sẽ có bốn con ốc, các bạn tháo từ phía dưới ra trước cho mình nha các bạn. Tháo phía dưới đi. Rồi. Đây là một cái núm để giữ nha các bạn. Ở đây đâu, phía dưới này sẽ có bốn ốc ha. Đây. Các bạn tháo ra cho mình. Sau khi các bạn tháo bốn cái núm này ra, núm cao su, cái chân lót chân đá, các bạn tháo bốn ốc. Đây là hai cái anten nha các bạn. Hai cái anten. Dân kỹ thuật người ta hay gọi là hai cái râu để thu sóng wifi nha các bạn. Rồi, các bạn mở, sau khi mở bốn ốc ra, các bạn mở cái đế phía sau dưới cho mình. Các bạn dùng một cái thanh kim loại mỏng. Phần đuôi này mỏng nha các bạn, giống như một cái có thể lấy cái vuông móng tay nha các bạn. Các bạn nhét vô khe cho khe tiếp xúc giữa hai cái đế này. Rồi các bạn nạy vô mô mình ha. Đây là
Đó, các bạn này từ từ nha các bạn. Mở ra sẽ được cái ngàm nha các bạn. Thấy cái ngàm. Các bạn mở từ từ, cẩn thận nha các bạn. Này thứ này thật thật cẩn thận thôi, gãy cái ngàm là mốt gắn vô nó bị hở nha các bạn. Đây. Camera. Ta bung cái nắp nha các bạn. Phía dưới này có gì? Ở đây là một cái chiếc loa. Loa có thể phát ra nha các bạn. Đây là step motor. Đây là động cơ bước nha các bạn. Cái motor bước đó các bạn. Thường dùng cho máy photocopy á. Cái motor này dùng để xoay, xoay hướng, có hai hướng để xoay, xoay ngang và xoay dọc. Xoay 360 độ được luôn nha các bạn. Cái loa. Đây là phần loa phát âm thanh ra ngoài. Được gắn lại trên mainboard bằng socket nha các bạn. Các bạn tháo ra cho mình. Cáp này cũng dễ tháo nha các bạn. Ra nè các bạn. Để em đưa vô cho các bạn nhìn rõ hơn nha các bạn. Đây. Cái cáp này tháo ra rất dễ nha các bạn. Đây là cáp loa ha. Đây nè. Nối với speaker cái loa. Các bạn tháo ra cho mình các bạn. Nắm giữ bên đầu các bạn lắc qua lắc lại. Ra nha các bạn. Các bạn mà quên không nhớ thì các bạn có thể đây bấm chữ S nha. Ừ. S là speaker chứ các bạn. Tí nữa các bạn ráp lại nó không bị lộn nha các bạn. Cái thứ hai là micro. Nó sẽ có một cái micro thu âm nha các bạn. Camera nè, có cái lỗ micro nè, thu âm. Ở đây là speaker, cái loa để phát ra, còn micro để thu âm nha các bạn. Thu âm giọng nói bên ngoài nha các bạn. Cách gỡ ra tương tự, các bạn cứ cầm cái dây cho mình, các bạn lắc qua lắc lại. Ra nha các bạn. Giật cẩn thận nha các bạn, giật mạnh quá là đứt dây nha các bạn. Đứt cáp là mất công phải hoàn nối lại. Đây là dây nguồn. Dây nguồn cung cấp nguồn cho hai motor. Motor điều khiển ngang, điều khiển dọc nha các bạn. Động cơ bước. Tại sao ở đây người ta dùng động cơ bước mà không phải động cơ bình thường? Tại vì cái motor bình thường á, cái tốc độ quay nó rất cao. Nó quay rất nhanh. Còn động cơ bước nó sẽ bước. Nó sẽ cung cấp một xung nha các bạn. Nó sẽ quay một cái góc giới hạn nào đó. Chứ nó không quay nhanh như các motor bình thường nha các bạn. Đây là cái cấp nguồn. Cấp cho bo mạch phía trên camera. Và cái motor. Các bạn rút ra cho mình ha. Đây. Dây nguồn nha các bạn. Phía đây, phía dưới này là cái dây bus nha các bạn. Bus điều khiển tín hiệu nha các bạn. Các bạn để ngang cho mình ha. Đây. Làm cẩn thận nha các bạn. Đây. Có một cái ngàm ở đây. Có một cái lẫy nha các bạn. Rồi. Nhét vô, gắn cái ngàm lại các bạn. Gắn vô các bạn ấn xuống. Còn nhét vô các bạn lấy cái tay móng tay. Các bạn lẫy lên. Rồi nha các bạn, nó ra. Các bạn làm cẩn thận nha các bạn. Cái này dễ bị gãy chân lắm nha các bạn. Nên lấy là phải nhẹ tay. Các bạn rút cái cáp ra cho mình. Lắc qua lắc lại nha. Đây. Bung cáp ra nha các bạn. Khám phá bên trong cái mặt này là gì. Mặt thu phát wifi. Thu wifi nha các bạn. Đây là hai anten râu. Đưa vô một cái mainboard.
đưa vô cái mạch thu wifi nha các bạn. Đây con chip lớn này là bị xử lý trung tâm nha các bạn. Ngoài ra còn có bộ nhớ nha các bạn. Đây nè, bộ nhớ lát đi xe lát đi ra bộ nhớ. Tất cả cái này sẽ được lập trình sẵn. Ví dụ các bạn nhắn cấp nguồn vô, nó được set up từ nhà sản xuất nha các bạn. Nó sẽ quay tốc độ nào, tí nữa mình sẽ ráp lại rồi mình sẽ thử cho các bạn xem. Đây là mấy cái bọt cổng mạng vô, cách mạng. Cái này là cái cắm thẻ nhớ, cái này về nguồn adapter vô nha các bạn. Và cũng khá đơn giản. Cái cổng này có cái tất cả có một số diode zener để ổn áp, ổn định dòng điện cho ổn định điện áp cho cái điều cấp nguồn cho động cơ nha các bạn. Thôi đây là cái mainboard, mình sẽ khám phá cái bên trong cái này nữa. Các bạn nhìn kỹ cho mình nha. Đây, các bạn nhìn kỹ cho mình. Khi các bạn xoay bất kỳ cái nào, ở dưới đây sẽ có 4 cái lỗ nha các bạn. 1, 2, 3, 4. 4 cái lỗ này gắn 4 ốc ha. 4 cái này là 4 ốc, là gắn cái phần phía trên này, cái clip phía trên này gắn với cái đá phía dưới. Các bạn xoay cho mình, xoay sao cho thấy 4 cái lỗ này sẽ thấy 4 con ốc. Đây, thấy rõ không? Đây nè, từ camera mình xoay á, xoay để quan sát. Điều khiển lên xuống trái phải 360 độ, nó sẽ che cái lỗ con ốc này, nên giờ mình phải xoay lại nha các bạn. Xoay xuống cái 4 con ốc gắn phía dây chân đá. Các bạn lấy tô bít vặn ra cho mình. Làm cẩn thận nha bạn, phải chuẩn đứt cáp. Đứt cáp là không điều khiển, là không có tín hiệu nha các bạn. Mình xem trên điện thoại á, sẽ không thấy tín hiệu. Chỉnh cho thấy cái lỗ để mà vặn ốc ra nha các bạn. Đây, ốc cuối nó vặn ra. Các bạn tháo nhẹ ra, ok. Cẩn thận cái capot này nha các bạn, cái cáp tín hiệu này ha. Ở đây có một cái khe nha các bạn, để nhét. Các bạn tháo đúng cái khe cho mình, tí nó gắn lại y hệt như vậy nha. Quan trọng sao đừng để gập cáp nha, gập cáp là có thể là ảnh hưởng, camera sẽ không hiển thị được. Đây là cái clip phía trên nha các bạn. Clip phía trên, các bạn vặn hai con, ở trên đây có hai sáu con hàng ốc, các bạn vặn tiếp. Bỏ ra cho mình. Hai con ốc nha bạn, hai con ốc phía dưới. Mở ra dưới đít ra ha. Xóa các bạn tách ra cho mình nha. Đây nè,
lại hai phần này ra nha. Đây. Đây. Các bạn tháo hai cái nhàm này cho mình nha. Đây, tách ra được nha các bạn. Các bạn cẩn thận sẽ cáp nha. Đừng để nó gập quá. Gập hoặc nó cấn mà ảnh hưởng đến tín hiệu. Rồi, lấy cáp ra cho mình nha. Rồi. Lấy cáp nha các bạn. Ở trên đây các bạn không cần tháo cái này ra cũng được. Các bạn tháo cho mình hai ốc cho đây nè. Ở trên đây sẽ có hai ốc. Các bạn mở hai ốc này ra luôn nha. Sau khi mở ra, các bạn sẽ có thấy một cái đường rãnh này các bạn. Đường rãnh phía trên phía dưới nè. Các lần theo đường rãnh còn lại lấy ra cho mình nha. Cẩn thận cái sự cáp nha các bạn, để ý với sự cáp cho mình. Luôn lấy tay luôn sự cáp ra nha các bạn. Các bạn là cẩn thận nha, coi chừng nó gập cáp á, gãy cáp là không được nha các bạn. Đây, các bạn bóp lại, bóp chút xíu thôi nha. Các bạn nghiêng. Nghiêng đẩy nó xuống. Nó ra nha các bạn. Các bạn giữ làm sao cho cái này được thẳng nha các bạn. Đừng có để nó cong quá. Từ cái này sẽ nối với cái mainboard chính. Cái motor này, cái nguồn này đây nào các bạn. Đây là cái step motor thứ hai, điều khiển dọc nha các bạn. Nó sẽ quay lên quay xuống ha. Còn cái motor đầu cước này, nó sẽ điều khiển quay ngang quay dọc. Đây nè, nó quay ngang quay dọc nha các bạn. Cái này quay ngang ha. Rồi cái này quay dọc nha các bạn. Đây là motor thứ hai ha. Một cái camera IP nào cũng có sẽ có hai motor điều khiển ngang dọc. Cái mainboard phụ thứ hai, đây là mainboard chính nha các bạn. Đây là mainboard phụ thứ hai nha. Nó gồm có gì? Nó cũng có cấu tạo tương tự như cái camera bình thường, cấu tạo hoàn toàn tương tự nha các bạn. Đây là cái cảm biến sensor. Khi trời tối nó sẽ điều khiển các led hồng ngoại nè, tất cả các led hồng ngoại nha các bạn sáng lên và chúng ta có thể quan sát được các hình ảnh cho dù trời tối nha các bạn. Nó tăng số lượng độ sáng lên nha các bạn. Còn ở đây có một cái núm bạn, các bạn có thể điều chỉnh được để cho cái hình ảnh được rõ nét nha các bạn. Giống như các bạn điều chỉnh tiêu cự á, tiêu cự của camera nha. Đây đó, mình khám phá mình mở hết luôn cho các bạn xem.
mình gắn gỡ mở socket này ra nha. Đây, ở đây sẽ có hai ốc, các bạn mở ra luôn. Mở xúc cái này ra nha các bạn. Các quay còn phía sau nha các bạn. Các bạn để cho mình. Trên đây sẽ có hai ốc nha các bạn. Hai con ốc này giữ cái ống kính phía trước với cái menbo phía sau nha các bạn. Cái menbo này có chứa cái một cái cảm biến, gọi là cảm biến hình ảnh, nó chuyển từ cái hình ảnh bên ngoài thành tín hiệu điện nha các bạn. Tín hiệu nữa đưa vô CPU đây nè. Con IC9 nó xử lý nha các bạn. Như server nó xử lý. Các bạn mở hai ngóc này ra nha. Rồi, cuối cùng chúng ta rút cái bo này ra. Một điều quan trọng nữa các bạn, cẩn thận nha các bạn. Đây, đây là toàn bộ. Đây nè các bạn. Ở trên đây là có các con diode Zener nha các bạn. Để ổn định dòng điện ha. Từ đây 1 đến 4 nè, đây 56 là 6 con diode này nha các bạn. Ở đây á là con cảm biến hình ảnh nha các bạn. Các bạn tuyệt đối không được lấy tay chạm vô nha các bạn. Tay vân tay chạm vô sẽ dính vân tay, nó sẽ kho hình ảnh đảm bảo các bạn là không được rõ nét đấy các bạn, sẽ bị rất mờ nha. Nên tuyệt đối cái này hạn chế bụi nha các bạn, hạn chế bụi vân tay hoặc vô nước là nó ảnh hưởng đến cái hình chất lượng hình ảnh nha các bạn. Cần tuyệt đối để riêng ra cho mình. Cái phần trên đây nha, cũng tương tự nha các bạn. Đây là phần ống kính. Ống kính camera các bạn từ đó không được chạm tay vô các bạn, vân tay nó dính nó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh thu được các bạn. Và đây là cái bo module led phần ngoài các bạn với sensor ha. Rồi trên đây là mình đã tháo tung một chiếc camera IP nha các bạn. Các bạn muốn lắp lại thì rất đơn giản, các bạn làm theo nguyên tắc ngược lại nha các bạn. Các bạn ra gõ tháo phần nào trước đó, thì ráp lại phần đó sau cùng nha các bạn. Và trước tiên các bạn muốn ráp thì các bạn sẽ, cái phần quan trọng nhất là các bạn gắn lại các sensor hình ảnh. Các bạn để cho mình là hai cái chân gắn ốc ở đây, các bạn ấp lại ha, cho nó sẽ thấy hai cái loại hai cái chân ra. Tuyệt đối không được dùng cái vật gì hoặc là cái vân tay mà làm ảnh hưởng đến cái sensor hình ảnh nha các bạn. Rồi các bạn chỉnh cho mình, chỉnh cho sao thấy cái lỗ bắt ốc nha các bạn. Các bạn sẽ lấy một con ốc, các bạn gá thử, đừng siết chặt quá nha các bạn. Ốc này để gá thôi. Rồi, con ốc phía dưới, cái lỗ phía dưới các bạn vặn nha. Các bạn chỉnh sao cho chúng ta thấy được cái lỗ phía dưới nha các bạn.
Đây, thấy này nha các bạn. Mình chỉnh sao thấy cái lỗ để bắt ống nha các bạn. Cái này là cái phần mình cảm thấy là khá quan trọng nha các bạn, vì nó ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh ống kính thu được ha. Các bạn gá lại cho mình nha, bắt hàng xích hai ốc lại. Siết chặt nha các bạn, để mà giữ chặt cái ống kính này với cái men bo ha, men bo thu nhận hình ảnh ha. Còn hai con ốc này các bạn cứ bắt tiếp theo nha các bạn. Theo nguyên tắc á, cái nào á mình gỡ ra sau cùng thì mình ráp trước nha các bạn. Nhưng cái như cái vừa rồi á, mình gỡ cái men bo ra sau cùng, cuối cùng á thì giờ mình ráp vô trước ha. Còn cái này ra cái này mình tháo trước á thì mình ráp vô sau cùng. Đây, gắn lại hai ốc này nha các bạn. Như vậy là xong phần đầu nha các bạn. Rồi các bước tiếp theo là các bạn có thể tự làm được nha. Làm mình tháo ra phần nào sau cùng thì mình ráp lại phần đó trước tiên nha các bạn. Bước tiếp theo á, mình sẽ gắn lại cái động cơ bước nha các bạn. Này động cơ bước chỉnh dọc nha các bạn. Gắn lại socket nha. Đây sẽ có một socket. Ấn xuống cho mình nha. Ấn chặt nha các bạn. Đừng để nó lỏng ra. Rồi, như vậy là ok nha. Kiểm tra socket gắn đầy đủ nha các bạn. Không đừng có đỡ cái nào chưa gắn nha. Cái bước kế tiếp thì cắp bớt tín hiệu nha các bạn. Cái thằng bẻ hơi cong cho mình nha, đừng có bẻ gập quá, để hơi cong để rồi sau có để nghiêng nghiêng á, bóp hơi cong cong một xíu ha. Rồi các bạn nhét vô cho mình nè các bạn, rất dễ nha các bạn. Đừng để gập cáp nha, gập cáp là ảnh hưởng đến tín hiệu nha các bạn. Rồi ok nha các bạn. Đây các bạn thấy chưa, đây nè, cáp xoay nha, không ảnh hưởng gì nha các bạn. Trên đầu này sẽ gắn lại hai con ốc, các bạn lấy hai con ốc gắn lại cho mình nha, nhét hoàng ốc vô. Chỉnh cho nó đều nha các bạn. Chỉnh cho nó đều nó mới vô được nha. Các bạn lấy tua bít siết chặt hai ốc này cho mình nha, hay cho nó con ốc trên đầu ha, siết chặt là ok. Bạn chặt hai ốc trên đầu nha các bạn, để nó giữ nhau nha. Đây nè, chỉnh lên chỉnh xuống ha, quay lên quay xuống. Bước tiếp theo, cái phần má bên đây thì chúng ta sẽ nhét cái cáp này vô ha, nhét vô lại nha các bạn. Đây nó có cái rãnh nè các bạn. Đây nè, có cái khe ha, để mình nhét vô. Nó xoay nó không ảnh hưởng gì hết. Chứ nếu các bạn gắn không đúng á thì nó sẽ làm bị gập cáp nha các bạn. Đây nè, nhét vô. Các bạn thấy không? Đây nè. Gắn mình đi nhét vô thôi ha.
là nó đã qua rồi. Càng kéo hết cáp xuống cho mình, kéo làm cái này cũng nhẹ tay nha các bạn, làm mạnh tay quá nó bị đứt cáp. Đây, ghé hai chân này nha mọi người. Đây nè, ở phía dưới này sẽ có hai cái lỗ. Đây nè, hai cái lỗ. Các bạn lòn sau cái lỗ này sẽ nằm phía trên này nha. Nhét lại nha các bạn, đẩy vô. Đây nè, ok nha các bạn. Đây nè, vị trí này vị trí bắt ốc. Các bạn tìm đúng hang ốc, ốc bẹt cho mình ha. Các bạn lấy hang ốc bẹt cắn vô để cho nó giữ lại, nó không bị xê dịch. Cái này siết chặt tay nha các bạn. Siết vừa thôi, chặt mà vừa chứ đừng siết quá chặt nó bị tương rang, mất công nó lỏng ốc không ấy nha được các bạn. Tại vì cái này bằng nhựa ha. Các bạn siết vừa tay thôi. Ok, vậy được rồi nha các bạn. Thế nào, nó chỉ chuyển động lên xuống lên xuống, cáp nó không bị gập nha các bạn, cáp không ảnh hưởng gì hết. Cái bước tiếp theo là các bạn phải luồn, luồn vô phần đá phía dưới. Ở dưới là có một cái rãnh nha các bạn, các bạn cứ nhét vô xuống cho mình. Lấy tay kéo cái đầu này xuống ha. Vậy là xong nha các bạn. Các bạn điều chỉnh các lỗ, các lỗ gắn ốc nha các bạn. Lỗ gắn ốc á, nó phải nằm trùng với bốn cái lỗ này nha các bạn. Đây nè, bốn cái lỗ gắn ốc nè, cái này điều chỉnh sao cho trùng bốn cái lỗ đó là ok nha các bạn. Nên mình gắn lại đây nè, gá vô là ok liền, gá đúng chiều nha các bạn. Có nghĩa là làm như vậy ha. Rồi, các bạn tìm bốn ốc, chỉnh là cái vị trí nha các bạn. Tìm bốn ốc gắn nó vô cho mình nha. Đây nè, ở đây có bốn cái lỗ, xoay với bốn cái lỗ cho mình. Lấy bốn ốc tương ứng gắn vô bốn cái lỗ nha các bạn. Ở vị trí này các bạn nên siết kéo nha các bạn, đừng siết theo thứ tự mà các bạn siết kéo, siết cũng chặt tay nha các bạn. Các bạn siết bên đây, các bạn siết vị trí này nè, các bạn gắn vị trí này, siết ốc người này bị này, sau đó siết vị trí đối diện nha các bạn, kéo thì đừng chéo ha. Các bạn gắn sao cho đúng khớp nha các bạn. Nếu nó bị hơi lệch đó, các bạn chỉnh lại cho mình nha. Siết cũng vừa tay, đừng có chặt quá nha các bạn. Siết quá chặt là nó bị tương rang các bạn. Vỏ bằng nhựa. Đây, phía dưới này còn một con nữa nha. Hết mức, ok nha các bạn. Như vậy chúng ta đã gần xong nha các bạn. Rồi, việc cuối cùng là các bạn chỉ cần gắn socket vô. Cái quan trọng nhất là các bạn gắn cái cáp này vô trước nha các bạn. Hôm nãy cái vị trí này là chúng ta sẽ gắn vô sau cùng, bây giờ chúng ta gắn trước nha các bạn. Các bạn để ý cho mình nè, đây là cái lẫy nha các bạn, cái miếng gà socket ha, miếng gà. Các bạn tuyệt đối các bạn đừng có mạnh tay các bạn, các bạn mạnh tay là nó gãy cái ngàm này, là gắn cáp vô không được các bạn, gắn cáp vô không ăn, là cứ xem như là mất tín hiệu nha các bạn. Cạo úp, các bạn nhìn nè, có phần kim loại nè, phần
tiếp xúc này nè, các bạn up xuống cho mình ha, up phi xuống phía dưới để cho nó tiếp xúc với cái chân bò nha các bạn. Đây nè, up phương phía này xuống ha, cũng hơi khó làm vừa quay phim vậy. Nè các bạn up xuống cho mình nha, up xuống rồi các bạn nhét vô ha, để mình để dưới đây cho nó dễ làm ha. Đây các bạn thấy không ạ, đây nè, mình sẽ nhét xuống nha các bạn, đẩy cái khe lên, cái khay lên ha, rồi mình nhét vô, đẩy vô sát nha các bạn, mời mình đẩy cái khe, lấy cái lẫy nó xuống như vậy là ok nha các bạn. Các bạn để ý nếu mà mình gắn bị lệch á, cái này so với cái này là hai cái đường này song song nha các bạn. Đây nè, các bạn so sánh với cái đường màu xanh xanh này nè, nó song song với đường màu đen này nè, ấn nó xuống, ấn sát xuống, nếu mà nó bị lệch là nó sẽ bị xéo nha các bạn. Xéo là nó tất nhiên là cái đường tín hiệu gắn vô cái mainboard chính này, vô CPU này chắc chắn không ăn. Các bạn để ý cho mình là cái này phải thẳng cái hàng nha các bạn, song song với nhau ha, cái phần đường đen với được cái đường màu xanh này nè. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gắn lại cái dây loa, dây micro nha các bạn. Hôm nãy chúng ta có đánh dấu, đánh dấu chữ S là speaker, cái loa. Thì các bạn lấy cái đường cái cáp loa này các bạn. Đây là cái cáp loa nha các bạn. Các bạn gắn vô cho mình đúng vị trí speaker ở đây. Đây là cái loa này các bạn. Đây là cái loa ha. Các bạn gắn vô. Ấn sát hiểu nha các bạn. Ở đây giờ là dây nguồn phía trên cung cấp cho cái mainboard phía trên ha, với cái camera, cái step motor, cái động cơ bước. Rồi các bạn ấn socket cho nha, ấn chặt xuống nha các bạn, đừng để nó lỏng. Như vậy đã xong nha các bạn, đây là gắn socket speaker, cái loa ha, đây là gắn cái cáp nguồn đưa lên cái bàn vò phía trên, còn đây là cái cáp micro nha các bạn, còn gắn lại bình thường nha. Rồi ấn xuống cho mình, ấn chặt xuống nha. Như vậy đã xong rồi nha các bạn, cáp gắn đầy đủ. Chúng ta cho up lại thôi, bẻ hai cái đầu này xuống, chuối cái ngàm cho mình nha các bạn. Trước khi gắn á, trước khi bóp cái ngàm á, các bạn thử cho mình nha. Đây nè, trước khi gắn, trước khi xích ốc vô, các bạn phải thử cho mình, thử trước ok rồi mới gắn nha các bạn, coi camera có xoay ổn định hay không. Các bạn dùng cho mình một cái cục adapter ha, adapter 5V 2A nha các bạn. Cái đây, cái camera này ở trong nhà nó sẽ xài adapter 5V 2A nha các bạn. Còn đây là cái camera ngoài trời. Cái hoạt động của cái camera này sẽ dùng cái nguồn khác nha các bạn. Cái nguồn của nó là 12. Ở đây nó không dùng nguồn 5A mà dùng 12V 2A nha các bạn. Đây là cái camera ấy, ngoài trời. Còn cái camera trong nhà sẽ dùng cái nguồn 5V 2A nha các bạn. Đây tùy theo cái mạch nó xử lý bên trong mà nó quy định cái nguồn cung cấp cho nó nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ dùng một cái ổ cắm.
dùng một cái ổ cắm trước khi gắn ốc vô, các bạn thử trước nha các bạn. Các bạn cấp nguồn cho mình nha. Rồi các bạn gắn vô cái chân cái nguồn đầu vào cho mình nha các bạn. Đây nè bạn, thì cái lỗ DC nha bạn, nguồn vào nha, bạn cắm vô cho mình. Các bạn xây, tại vì cái này đó người trong nhà sản xuất, người ta đã lập trình sẵn rồi, các bạn cứ xây bất kỳ cho mình, người ta sẽ setup sẵn nha các bạn rồi các bạn cắm vô, các bạn đi nha, đây là nó sẽ quay nha các bạn, đó. Quay 360 độ các bạn, quay lên quay xuống do cái động step motor, cái động co bước đó các bạn. Đó, nó phát ra loa nha các bạn. Các bạn để ý nha. Rồi ok nha các bạn. Cái này là nó xoay luôn, xoay vào hướng này. Là lúc nào nó cũng đã được nạp chương trình sẵn trong cái IC bộ nhớ của nó rồi, do cái nhà sản xuất. Còn các bạn muốn điều khiển á, các bạn sẽ set up lại cái trên cái sẽ có phần mềm set up lại trên máy vi tính, trên smartphone điện thoại nha các bạn. Các bạn có thể xem hình ảnh qua máy vi tính hoặc là qua điện thoại. Khi đã ổn rồi, các bạn thử trên phần mềm xem hình ảnh ok, các bạn chơi mới các bạn set up rồi các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công trong quá trình sửa chữa một chiếc camera IP trong gia đình nha các bạn. Chào các bạn.